Má ơi, em tí nữa là tè ra quần luôn. Tại sao anh ta lại tỉnh lại ta? Muốn bẻ tim vậy đó. Cái gì xảy ra vậy đây trời? Điên mất. Mẹ ơi, làm sao mà mình đi vô trong đó? Lấy lại đôi giày bây giờ. Chào sếp. Em từ bao lâu anh chưa từng nói với em là em lung linh từ ánh nắng mặt trời, dù ngày hay đêm soi theo và dẫn lối anh đi. Khép đôi mi lại gặp trong suy nghĩ, anh không thể nào không nghĩ tới. Vì em là tiền nắng, anh không thể nào thức giấc khi không có em. Vì anh nghe con tim mình đang sao xuyến bối rối mỗi khi em vui ngàn tim. Ông em nói cho anh biết, áo này ai tặng? Chị Phi Yến tặng em. Mi Chu. Chào mọi người. Anh đừng nói với em là áo này Phi Yến tặng anh đấy nhá. Sao hai cậu có cái áo này? Chị Phi Yến nói với em là lần trước chị đi với stylist thấy áo này hợp với em, nghĩ đến em nên tặng em luôn. Cô ta cũng nói với anh y như thế. Nói với tôi cũng y khu như vậy á. Rốt cuộc cô ta có ý đồ gì? Trời, sao tôi dính vô cái cuộc tình tập thể này trời. Cuối cùng có thèm khác ai. Hello mọi người. Mẹ nói đúng á, con gái phải mập mạp đẩy đà thì mới dễ có chồng. Nè, ăn thêm vô con. Dạ. Đây nè, đưa cái chén vô. Miệng to quá. Con có phải là con gái của ba mẹ không vậy? Sao không ai quan tâm đến sự xuất hiện của con hết vậy? Trời ơi, không lẽ bây giờ mẹ phải khách sáo với cả con gái của mẹ nữa hả? Đúng không? Đúng rồi, con về rồi thì cứ cầm đũa cầm chén lên mà ăn đi, việc gì phải sùm lên, ăn đi. Nhưng mà hôm nay mẹ nói đây là bữa tiệc đãi ăn mừng con có công việc mới thì con phải là nhân vật chính chứ. Chịu không chịu đâu.